Thưa quý vị, trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, Mỹ có lợi ích cao hơn nhiều so với hầu hết những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, như quý vị cũng đã biết, chính phủ Nhà Trắng đang có những sự bất đồng vô cùng hỗn loạn, vì thế mà số phận của Ukraina cũng bị chao đảo theo. Và nên nhớ rằng, nếu người anh cả Mỹ rút chân khỏi cuộc xung đột này, thì phương Tây cũng sẽ không có lý do gì mà cứu Ukraina. Cuộc chơi này sẽ kết thúc tại đây và chiến thắng thuộc về Nga. Mỹ đã sẵn sàng cho thất bại của Ukraina. Với việc viện trợ quân sự của Washington cho Ukraina bị kẹp tại Quốc hội Mỹ và Kiev đang nỗ lực để có thêm sự giúp đỡ, một tổ chức tư vấn gióng lên hồi chuông cảnh báo rằng xung đột kết thúc theo hướng có lợi cho Nga sẽ khiến người nộp thuế ở Mỹ phải trả một khoản tiền khủng khiếp cho việc tăng cường chi tiêu quốc phòng của đất nước. Đây được coi như là phí chiến tranh dành cho dân Mỹ khi chính phủ Nhà Trắng đã gián tiếp tham gia vào cuộc xung đột này. Viện Nghiên cứu Chiến tranh, tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington DC cảnh báo rằng nếu lực lượng Nga thắng Ukraina, Mỹ sẽ buộc phải điều quân và máy bay tàng hình đến Đông Âu, khiến lực lượng Mỹ bị dàn mỏng và làm suy yếu năng lực bảo vệ đồng minh của Washington ở châu Á. Và nếu viện trợ của phương Tây cho Ukraina đột ngột bị cắt như các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ hiện đang đe dọa, điều đó sớm hay muộn sẽ dẫn đến sự sụp đổ về năng lực của Ukraina trong việc ngăn chặn quân đội Nga và cuối cùng cho phép Nga kiểm soát được Ukraina và tiến thẳng tới biên giới NATO từ Biển Đen và đến Bắc Băng Dương. Điều đó có nghĩa là Mỹ sẽ buộc phải triển khai một phần lớn lực lượng trên bộ của mình tới Đông Âu để ngăn chặn và phòng thủ trước mối đe dọa mới từ Nga. Theo tài khoản Resident đã có những nhận định trên Telegram rằng nếu Mỹ không hỗ trợ thêm thì Kiev chắc chắn sẽ thất bại trong cuộc xung đột với Nga. Ukraina trước tiên là hết tên lửa tầm xa, sau đó tên lửa phòng không, sau đó là đạn pháo và tên lửa tầm ngắn như là tên lửa chống tăng Javelin cầm tay và tên lửa phòng không Stinger. Trong khi đó, lực lượng Ukraina đã phân bổ đạn dược. Quân Nga đáp trả với cường độ lớn gấp từ 5 đến 7 lần so với khả năng của Kiev, và tình hình này đã dẫn đến tổn thất thêm cho quân đội Ukraina. Ngoài ra, Mỹ sẽ phải triển khai một số lượng lớn máy bay tàng hình ở châu Âu vì Nga có thể điều khiển lực lượng phòng không trực tiếp tới biên giới NATO. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, việc chế tạo và bảo trì những chiếc máy bay đó về bản chất rất tốn kém, nhưng những thách thức trong việc sản xuất chúng một cách nhanh chóng có thể buộc Mỹ phải đứng trước lựa chọn khó khăn. Duy trì đủ số lượng máy bay ở châu Âu để bảo vệ các đồng minh khu vực, hay là ngăn chặn bước tiến của Nga nhằm vào đồng minh NATO. Các nhà phân tích chiến tranh cảnh báo, cam kết bảo vệ đồng minh của Mỹ sẽ tiêu tốn rất nhiều tiền và không có hồi kết. Điều này cũng sẽ làm xói mòn năng lực của Mỹ trong cam kết bảo vệ Đài Loan, Trung Quốc trước kịch bản quân giải phóng nhân dân có hành động quân sự. Tất cả các kịch bản về Đài Loan đều phụ thuộc rất nhiều vào cùng một loại máy bay tàng hình cần thiết để bảo vệ châu Âu. Tổ chức tư vấn cho biết thêm, cái giá phải trả của các biện pháp phòng thủ sẽ rất lớn và có thể đi kèm với một giai đoạn rủi ro rất cao khi lực lượng Mỹ không được chuẩn bị hoặc là chuẩn bị không đầy đủ để đối phó với Nga hoặc Trung Quốc, chưa đừng nói đến cả hai. Đối với Mỹ, việc hỗ trợ Ukraina thông qua viện trợ quân sự của phương Tây sẽ có lợi hơn và rẻ hơn nhiều so với việc Ukraina thua trong cuộc chiến. Theo tờ Business Insider, các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ đã ngăn chặn gói viện trợ mới cho Ukraina. Tổng thống Joe Biden cáo buộc phe bảo thủ đang dùng gói viện trợ này làm con tin trong nỗ lực ép buộc thông qua chương trình nghị sự đảng phái cực đoan về vấn đề biên giới Mỹ-Mexico. Trong khi một số thành viên Cộng Hòa nói họ muốn có chính sách nhập cư cứng rắn hơn và tài trợ nhiều hơn cho công tác bảo vệ an ninh biên giới để đổi lấy việc giúp đỡ Ukraina, thì các nhà lập pháp cánh hữu khác lại loại trừ khả năng cấp thêm tiền cho chính quyền Kiev. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã nói với đài CNN rằng không có gì đảm bảo thành công với chúng tôi, nhưng chắc chắn Ukraina sẽ thất bại nếu không có chúng tôi. Mối quan tâm trước mắt là tác động đối với cuộc phản công của Ukraina đang diễn ra ở vùng phía đông và phía nam, nơi các lực lượng của Kiev phải vật lộn để đạt được những bước tiến. Khi Hungary chặn nguồn viện trợ của EU cho Ukraina, mặc dù các cuộc đàm phán về vấn đề này sẽ dự kiến quay trở lại vào tháng 1 tới, song nên lưu ý rằng việc Ukraina sẽ phải đối mặt với nhiều lo ngại nếu Mỹ không trực tiếp hỗ trợ thì các quốc gia châu Âu cũng sẽ theo chân. Và chính vì thế, một kịch bản Nga tiếp quản toàn bộ Ukraina không phải là không thể nếu viện trợ của Mỹ cho Kiev bị đứt đoạn và châu Âu cũng phải theo bước. Đã đến lúc cả phương Tây và Ukraina cần nghĩ về một cuộc đàm phán đúng nghĩa. Phương Tây bí mật thúc giục đàm phán Nga-Ukraina. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán hòa bình ngoài tầm kiểm soát. Bộ trưởng Sergei Lavrov cho biết nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã tiếp cận ông về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraina, đồng thời cho biết Điện Kremlin sẵn sàng đối thoại miễn là tôn trọng lợi ích cốt lõi của Moscow. Phát biểu cùng với người đồng cấp Belarus Sergei Ilyich, ông Lavrov đã nói với phóng viên rằng một số cường quốc phương Tây ngày càng quan tâm đến một giải pháp thương lượng mặc dù từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia nào. Ông Lavrov nói, tôi không muốn và tôi cũng không có quyền nêu tên, nhưng một số nhà lãnh đạo cấp cao nổi tiếng của các nước phương Tây, trong đó có một nhà lãnh đạo phương Tây, một nhà lãnh đạo rất nổi tiếng đã nhiều lần thông qua 3 kênh liên lạc khác nhau để gửi tín hiệu về việc tại sao chúng ta không gặp nhau và nói về những việc cần làm với Ukraina và an ninh châu Âu. Đồng thời, Nga luôn sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về những vấn đề này, nhưng cho rằng Kiev là bên không sẵn lòng và nói chúng tôi chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán và câu hỏi này không nên được đưa ra cho chúng tôi. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải tính đến lợi ích hợp pháp của Nga và có nghĩa là phải chấm dứt nỗ lực xây dựng an ninh của chính mình gây tổn hại cho người khác, ám chỉ nỗ lực của Ukraina gia nhập NATO. Mặc dù các nhà đàm phán Nga và Ukraina đã gặp nhau trong nhiều vòng đàm phán trong vài tuần sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự, nhưng các cuộc thảo luận đã sớm sụp đổ. Kiev tỏ ra không mấy quan tâm đến việc tiếp tục đối thoại trong những tháng kể từ đó, khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thậm chí còn ký sắc lệnh cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với giới lãnh đạo hiện tại của Điện Kremlin. Trong cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu hồi đầu tháng này, ông Lavrov nhắc lại rằng hai bên về cơ bản đã đạt được thỏa thuận hòa bình sau các cuộc đàm phán ở Istanbul vào tháng 3 năm 2022, đồng thời lưu ý rằng nghị sĩ cấp cao Ukraina David Arakhamia, người dẫn đầu phái đoàn nước này, gần đây đã xác nhận điều đó. Là đồng minh chính trị quan trọng của ông Zelensky, Arakhamia nói rằng mục tiêu chính của Nga là gây áp lực buộc Ukraina phải chấp nhận trung lập và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Arakhamia cho biết Kiev không tin tưởng Moscow sẽ giữ lời và muốn đảm bảo an ninh từ các bên thứ ba, đồng thời chỉ ra vai trò của Thủ tướng Anh khi đó là Boris Johnson trong việc ngăn cản các cuộc đàm phán. Các nhà lãnh đạo phương Tây cho đến nay ít nói về các cuộc đàm phán hòa bình mới trong các bình luận công khai của họ. Mặc dù các báo cáo truyền thông gần đây cho thấy các quan chức Mỹ và châu Âu đã âm thầm đề cập đến vấn đề này ở hậu trường. Theo các quan chức Mỹ được NBC trích dẫn, Washington hiện lo ngại Ukraina đang cạn kiệt lực lượng và không thể thành công trên chiến trường, được cho là đã thúc đẩy mối quan tâm đến các cuộc đàm phán. Thế nhưng, nói đi thì cũng phải nói lại, việc quân đội Kiev không giành được những chiến thắng tối thiểu, lý do cũng một phần vì sự hụt hơi trong những viện trợ của phương Tây. Còn nhớ ngày nào phương Tây ôm mộng chống Nga nên vô cùng hồ hởi với Ukraina, tiếp đãi vô cùng nhiệt tình. Vậy mà giờ đây, mối quan hệ tình cảm này có vẻ như đang trên đà xuống dốc không phanh. 3 khoảnh khắc Ukraina bị đồng minh thân thiết lạnh nhạt, thái độ trái ngược chỉ trong vòng 1 năm. Theo Bloomberg, trước đây, Tổng thống Ukraina được trải thảm đỏ, thậm chí Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng tức giận vì không được mời trong một bữa tối đối với ông Zelensky. Thế nhưng cho đến khi cuộc chiến trở nên bế tắc, người ta mới thay đổi thái độ đối xử với lãnh đạo của Ukraina, và sau đây là 3 khoảnh khắc Ukraina bị tạt gáo nước lạnh. Trong tuần này, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảm thấy buộc phải đi đến Argentina chỉ để có thời gian gặp Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người sau đó đã đưa ra quyết định chặn gói viện trợ 50 tỷ euro của Liên minh châu Âu cho Ukraina. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 14 tháng 12 xác nhận EU không thông qua kế hoạch ngân sách mới, trong đó có khoản viện trợ cho Ukraina do vấp phải sự phản đối của một nước thành viên. Ông Michel cho biết, các lãnh đạo EU sẽ thảo luận lại vấn đề này vào đầu năm sau. Tiếp theo là tới Washington, nơi Tổng thống Ukraina từng được ca ngợi như là một người hùng, đã ra về tay trắng. Hạ viện Mỹ không thông qua yêu cầu của Tổng thống Joe Biden về khoản hỗ trợ bổ sung 61 tỷ đô dành cho Ukraina khi Đảng Cộng hòa tiếp tục tạo sức ép. Và sau đó là đến hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles. Bloomberg trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, Pháp, Đức và một số nước khác cho biết việc xuất hiện của ông Zelensky sẽ không phải là một ý tưởng hay. Họ cần không gian để cố gắng đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người vẫn duy trì mối quan hệ với Nga ngay cả sau chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này. Cuối cùng, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã dùng đến một quyết định chưa từng có, đó là đề nghị Thủ tướng Hungary rời khỏi phòng EU để đồng ý mở các cuộc đàm phán cho việc Kiev gia nhập Liên minh châu Âu. Điều này nhằm giúp chấm dứt thế bế tắc suốt 3 giờ khi các nhà lãnh đạo EU thảo luận về việc Ukraina gia nhập khối, nhưng ông Orbán liên tục phản đối. Theo tờ Politico, Thủ tướng Đức đã gợi ý rằng nếu ông Orbán nên cân nhắc rời khỏi phòng họp một lúc. Theo Thủ tướng Đức, điều này sẽ cho phép lãnh đạo của 26 nước châu Âu quyết định ủng hộ việc bắt đàm phán với Kiev, còn nhà lãnh đạo Hungary có thể nói rằng ông không bỏ phiếu ủng hộ. Sau khi hai nhà lãnh đạo nói chuyện bên lề cuộc thảo luận, ông Orbán đã rời khỏi phòng họp, mở đường cho một quyết định lịch sử của EU. Việc này được xem như một chiến thắng mang tính biểu tượng lớn cho Ukraine khi đạt được thỏa thuận bắt đầu các cuộc đàm phán về tư cách thành viên. Tuy nhiên, Bloomberg lưu ý, quá trình này có thể kéo dài tới một thập kỷ. Thái độ trái ngược. Các sự kiện tuần trước hoàn toàn trái ngược với sự tiếp đón mà ông Zelensky từng được nhận. Đối với các đồng minh, việc không còn sự ủng hộ liên quan đến cuộc phản công không đáp ứng được kỳ vọng cao của các đồng minh. Một năm trước, lực lượng Ukraine đã thành công trong việc tái kiểm soát những vùng đất rộng lớn từ tay quân đội Nga. Một tấm thảm đỏ đã được trải cho ông Zelensky ở Bruxelles vào tháng 2 năm 2023 khi ông bước xuống từ máy bay riêng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Thời điểm đó, ai cũng muốn được gặp nhà lãnh đạo Ukraine. Bloomberg tiết lộ, bữa tối và phút cuối ở Paris với Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã khiến Thủ tướng Ý Giorgia Meloni tức giận vì không được mời. Nhưng đến thời điểm hiện tại, theo một nguồn tin, trong cuộc trò chuyện kéo dài 1 giờ trước hội nghị thượng đỉnh tại Bruxelles, ông Zelensky đã nhấn mạnh với tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk rằng Ukraine cần một tín hiệu cho thấy châu Âu sẽ không bỏ rơi đất nước này. Kiev sẽ không hết tiền trong vài tuần tới, nhưng bất đồng nội bộ và sự chậm trễ giữa các đồng minh đặt ra câu hỏi về khả năng những người ủng hộ Ukraine duy trì viện trợ trong thời gian dài, đặc biệt là khi cuộc chiến ngày càng bế tắc và chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ nóng lên. Một số nhà lãnh đạo EU lưu ý rằng họ có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự ủng hộ của người dân dành cho Ukraine nếu khối này chi tiền cho Ukraine nhưng không tìm được tiền và các vấn đề khác. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo!